Trải qua một hành trình phát triển, tuy chưa thể gọi là dài, nhưng cũng không hề ngắn. Thể thao điện tử đã dần được công nhận rộng rãi và mang lại cho cộng đồng, xã hội những giá trị to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhận thấy được những tác động cả tích cực lẫn tiêu cực mà eSports mang lại, những nhà chức trách dần hợp thức hóa bộ môn này vào nhiều lĩnh vực. Bởi tất cả đã dần ý thức được rằng, nếu không thể kiềm tỏa, dập tắt hoàn toàn, thì tại sao không chấp thuận cho phép để có thể kiểm soát và đưa thể thao điện tử đi đúng đường lối, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong vài năm trở lại đây, các hoạt động eSports học đường diễn ra vô cùng sôi nổi, nhận được sự đồng thuận ủng hộ của không chỉ học sinh sinh viên mà còn từ phía phụ huynh và nhà trường. Đây thực sự là xu thế phát triển đáng ghi nhận và chắc chắn sẽ còn được nhân rộng hơn nữa trong tương lai. Môn học eSports. Nhìn từ góc độ khoa học, nếu giữ ở mức độ hợp lý thì eSports cũng là lĩnh vực bổ ích cho học sinh sinh viên. Thể thao điện tử đòi hỏi sự nhạy bén, phối hợp nhịp nhàng giữa tai mắt và sự linh hoạt của đôi bàn tay, cũng như có tác dụng chữa lành vết thương tâm hồn, giúp học sinh, sinh viên tránh được các vấn đề tiêu cực về tâm lý. Ngoài ra, đây cũng là môi trường kết nối mạnh mẽ những người có cùng đam mê, giúp các em có thể giao lưu, kết bạn với không chỉ bạn bè khắp mọi miền đất nước mà còn trên quốc tế. Chính vì thế mà eSports đã được đưa vào chương trình học tại một số trường trung học ở Hàn Quốc, Thụy Điển và Phần Lan, trong khi trường Galas Vidaregande Sukle ở Bergen, Na Uy cũng đã chọn dạy eSports như một môn thể thao chính thức. Bên cạnh đó, có rất nhiều môi trường dành riêng cho eSports được xây dựng lên, thu hút rất nhiều game thủ muốn đi theo con đường chuyên nghiệp một cách chính thống. Họ sẽ được trải qua những khóa đào tạo chính chu, nhận được bằng tốt nghiệp để mở rộng con đường trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngoài ra, học viên tại đây cũng có thể làm những công việc liên quan đến game như phát triển trò chơi điện tử, thành lập và tổ chức các sự kiện game, sáng tạo game, bình luận viên, chuyên gia đào tạo. Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc là những quốc gia đi đầu trong việc thành lập nên học viện eSports. Tiêu biểu phải kể đến sự thành lập của T1 eSports Academy vào tháng 7 năm 2021. Học viên được đặt trụ sở tại thủ đô Seoul, còn giảng viên là những cái tên nổi danh như hai cựu tuyển thủ của SKT T1 là Ultra và Sky. Còn tại Việt Nam năm 2018, Học viện Công nghệ Thông tin Intech cũng đã gây xôn xao khi trở thành ngôi trường đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp đào tạo theo dự án và game hóa, đưa game vào trong hình thức giảng dạy và đảm bảo yêu cầu sau khi tốt nghiệp loại B+, mức lương khởi điểm là $1,200 mỗi tháng. Giải đấu eSports học đường. Ở bất kỳ bộ môn thể thao nào thì sức mạnh nền thể thao của một quốc gia đều phải lấy thể thao học đường làm nền móng. Việc đầu tư vào tổ chức các giải thể thao học đường luôn là điều rất quan trọng để xây dựng một hệ thống đi từ đào tạo trẻ đến chuyên nghiệp, tạo một nguồn cung nhân sự chất lượng cho các đội tuyển quốc gia. Chính vì thế mà khi eSports đang dần được hợp thức hóa trở thành một môn thể thao chính thống, xuất hiện tại các kỳ đại hội thể thao lớn như SEA Games, Asian Games hay xa hơn nữa là Olympic, thì công tác tổ chức các giải eSports học đường cũng phải nhanh chóng được đẩy mạnh. Điều này cũng đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, khi ông bày tỏ sự ủng hộ đối với ý tưởng tổ chức các giải eSports trong các trường học của Nga để giúp cho thể thao điện tử Nga cải thiện thành tích trên đấu trường quốc tế. Năm 2020, Blizzard đã hợp tác với PlayVS mở ra một giải đấu Overwatch hoàn toàn mới cho game thủ độ tuổi trung học mang tên Overwatch Red League. Các trường đăng ký số lượng đội không giới hạn, nhưng mỗi đội chỉ được phép có 6 người. Những đội tuyển ở các trường trung học sẽ có dịp cọ sát học hỏi và sẽ là hạt giống cho những giải đấu cấp đại học về sau. Trong năm 2021, nhãn hàng MSI cùng các đối tác là ESL Gaming, The Gaming Company, Walnut Esports, Riot Games và VNG đã cho tổ chức giải đấu MGA Valorant dành cho các trường đại học trên toàn khu vực Đông Nam Á. Hòa vào xu thế này thì 2 năm trở lại đây, mặc dù những khó khăn từ đại dịch, các phong trào eSports học đường cũng diễn ra vô cùng sôi nổi tại nước ta. Clash of Campus ở bộ môn Liên Quân Mobile được cho là giải đấu eSports dành cho sinh viên quy mô lớn nhất hiện nay, với tổng giải thưởng lên đến 200 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng cho đội chiến thắng và gần 800 trường đại học tham gia thi đấu. Bên cạnh đó, Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam Vireza cũng là đơn vị chính tổ chức Cyber Athlete Collegiate Mobile Legends Series tại Việt Nam, giải đấu cấp trường thuộc hệ thống Cyber Athlete. Giải đấu có quy mô toàn cầu với vòng chung kết thế giới được tổ chức vào tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, các câu lạc bộ thể thao điện tử cũng mọc lên nhiều nắm tại các trường đại học như Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Văn Lang, v.v. với rất nhiều giải đấu với tổng giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng. Nhưng nổi bật nhất phải kể đến Đại học Kinh tế Quốc dân, khi NEC, câu lạc bộ thể thao điện tử đầu tiên và duy nhất được đoàn cơ sở tại một trường đại học đứng ra bảo trợ.
NEC chính là sân chơi cho các bạn sinh viên nói riêng, các bạn trẻ nói chung được tiếp xúc, trải nghiệm gần hơn, nhiều hơn với các khía cạnh trong ngành game một cách đúng đắn và có định hướng. Học bổng eSports, việc đẩy mạnh thể thao điện tử học đường cũng giúp cho việc tìm kiếm những tài năng mới của các đội tuyển được mở rộng hơn, có thêm nhiều sự lựa chọn và đôi khi lại phát hiện ra những viên ngọc thô cần được mài dũa. Một số trường đại học cũng rất chăm chút ao bế cho các tài năng eSports của mình thông qua những học bổng toàn phần cũng nhiều sự ưu đãi khác, tạo điều kiện để sinh viên phát huy tối đa năng lực của bản thân. Chính vì vậy mà chúng ta nhìn thấy được sự nổ rồ của những sinh viên kim game thủ. Họ không gặp quá nhiều khó khăn khi phải sống hai cuộc sống khác nhau nhờ vào sự hỗ trợ từ phía nhà trường. Adam Tidwell là một trường hợp như vậy. Anh là sinh viên năm nhất của trường đại học Maryville, Hoa Kỳ. Adam có cuộc sống hàng ngày như bao sinh viên khác, thức dậy vào lúc 8 giờ sáng, bỏ chút thời gian đi tập gym, nhanh chóng ăn sáng trước khi vào lớp. Nhưng khi tan lớp, Adam bước vào công việc chính của mình, một game thủ chuyên nghiệp. Cậu dành phần lớn thời gian để luyện tập và chuẩn bị cho các giải đấu Liên minh Huyền Thoại. Và tất nhiên Adam Taylor cũng không phải là cá nhân duy nhất được trường trao học bổng. Theo thống kê từ Hiệp hội eSports của các trường đại học, có tới hơn 3.000 sinh viên kim game thủ chuyên nghiệp đang thi đấu cho 130 đội và các trường đại học cũng đã chia ra hơn 15 triệu đô tiền học bổng cho những tuyển thủ eSports. Robert Morris là một trường đại học đầu tiên ở Mỹ cung cấp học bổng cho trò chơi điện tử lên đến 19.000 đô la mỗi năm. Harrisburg ở Pennsylvania, Mỹ đã trao hàng chục suất học bổng toàn phần cho những sinh viên xuất sắc tại các trò chơi Hearthstone, League of Legends và Overwatch. Trong khi đó, học bổng eSports của Iceland có mức hỗ trợ lên đến 4.000 đô la, tập trung vào các game League of Legends, Overwatch và Fortnite. Có thể thấy rằng, thể thao điện tử đang có sự hợp thức hóa vô cùng mạnh mẽ vào giáo dục trên nhiều phương diện, nhiều nền tảng khác nhau, từ học bổng, các chương trình giáo dục cho đến các giải đấu phong trào. Ranh giới giữa đam mê và nghiện thực sự rất mong manh. Các bạn học sinh sinh viên phải cần sự đồng hành, chỉ dẫn từ phía nhà trường, phụ huynh để giữ cho mình có một sự cân bằng hợp lý giữa học tập và giải trí. Ở chiều ngược lại, việc đầu tư tổ chức các phong trào thi đấu eSports sôi nổi cũng như là cái nôi là xuất phát điểm của nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, góp phần quảng bá tên tuổi của những trường đại học, giúp trường đạt được nhiều thành tựu mới cũng như thu hút được vốn đầu tư. Với việc dần được công nhận và xây dựng chắc chắn nền bóng eSports học đường, chúng ta có quyền hy vọng rằng nền thể thao điện tử nước nhà có thể sẽ hóa rồng và phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai từ chính những cô cậu còn đang ngồi trên ghế nhà trường.